tin quốc tế ngày 4 tháng 7, phát hiện loài xe chiến đấu bộ binh hạng nặng mới ở nga, phi cơ Trung Quốc hạ cánh đáng ngờ ở Moscow, hỏa tiễn Iskander đánh vào bãi đỗ phi cơ Ukraine, còi báo động liên tục vang lên khắp miền bắc Israel. ý kiến chuyên gia, tư tưởng bài ngoại do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế thứ năm ngày 4 tháng 7 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Một... Một loại xe chiến đấu bộ binh hạng nặng IFV mới dựa trên nền tảng xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 đã được phát hiện ở Nizhny Tagin, Nga, Đoạn video ngắn được ghi lại gần bãi thử Uran Vagon Zavod, nơi sản xuất xe tăng T-72, T-90 và T-14 Amata của Nga, đã gây chú ý và dấy lên nhiều suy đoán trong giới chuyên gia quốc phòng. Loại xe chiến đấu bộ binh bánh xích mới này có nét tương đồng với xe chiến đấu bộ binh T-15, nhưng chỉ có 6 bánh mỗi bên. Các nhận định cho thấy sự phát triển của loại xe bọc thép mới này có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu sản xuất hàng loạt xe chiến đấu bộ binh hạng nặng để cung cấp cho lực lượng quân đội Nga. Trên chiến trường, các xe bọc thép phải đối mặt với vô số mối đe dọa và chỉ lớp giáp hạng nặng là lớp bảo vệ quan trọng cho kiếp lái. Việc lựa chọn khung gầm T-72 phản ánh sự tập trung của ngành công nghiệp quốc phòng Nga vào hiệu quả về chi phí, khả năng mở rộng và dễ bảo trì trong bối cảnh thách thức kinh tế đang diễn ra. Defense Blog hôm nay đưa tin về việc một chiếc phi cơ chở hàng của Trung Quốc hạ cánh đáng ngờ ở Moscow. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 6, một phi cơ vận tải quân sự của Trung Quốc, loại Y20 có số hiệu 20248, đã hạ cánh xuống Moscow. Sự xuất hiện của loại phi cơ có khả năng vận chuyển hàng hóa quân sự này làm dấy lên mối lo ngại trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Các báo cáo về việc phi cơ Trung Quốc hạ cánh tại Nga đã được lan truyền trên các trang web theo dõi hàng không. Tuy nhiên, không có tuyên bố chính thức nào về mục đích chuyến thăm Moscow của phi cơ này. Theo Fly Radar 24, đường bay của phi cơ Trung Quốc bao gồm Antaisky Krai, Tiumen, Yekaterinburg và Kazan. Các nguồn tin tình báo phương Tây trước đây, mặc dù không có được bằng chứng về việc Trung Quốc cung cấp trang thiết bị quân sự trực tiếp cho Nga, tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh vẫn được biết là đang cung cấp cho Moscow các mặt hàng có tính năng sử dụng kép. Những mặt hàng này đã được sử dụng trong ngành công nghiệp quân sự của Nga để sản xuất vũ khí. Sự hiện diện đáng ngờ của chiếc phi cơ Trung Quốc tại Moscow trở thành một sự kiện đáng chú ý trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Chiếc phi cơ Trung Quốc này được thiết kế để vận chuyển hàng hóa nặng, nó có thể chở theo các thiết bị quân sự, thậm chí là nhân sự đáng kể. Và điều này dẫn đến suy đoán của ngoại giới về bản chất của các loại hàng hóa mà nó đã giao hoặc nhận tại Nga. Video từ UAV của Nga cho thấy hỏa tiễn Iskander đã đánh vào bãi đỗ tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-25 tại sân bay Donji Sevo thuộc tỉnh Donetsk. Bộ quốc phòng nga hôm nay cho biết kíp hỏa tiến đạn đạo Iskander đã thực hiện đòn tập kích nhằm vào bay đỗ phi cơ tại căn cứ không quân Don Sevo, phá hủy một tiêm kích MiG-29 vũ khí hàng không và các phương tiện kỹ thuật khác. Trong video được truyền thông nga công bố, phi cơ không người lái nước này đã theo dõi bay đỗ sân bay và phát hiện tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 Ukraine nằm dưới bạt ngụy trang. Hình ảnh cũng cho thấy hai cường kích Su-25 đang đậu gần đó. Hỏa tiễn Iskander M lao xuống bãi đỗ tiêm kích MiG-29 và phát nổ khiến sóng xung kích và mảnh văng bao trùm khu vực xung quanh. Vụ nổ thứ cấp xảy ra ngay sau đó, nhiều khả năng là vũ khí chờ lắp cho chiếc MiG-29 đã bị kích hoạt. Nhiều nguồn tin khác cho hay, ngoài chiếc MiG-29, hỏa tiễn Iskander còn làm hư hại hai cường kích Su-25 và khiến 15 binh sĩ Ukraine thương vong. Có ý kiến cho rằng mục tiêu chính của đòn tấn công này là ngăn quân đội Ukraine tập kích lãnh thổ Nga và Nga hiện đang nhằm vào các phi cơ F-16 tại các sân bay Ukraine. Gần một ngày sau khi Israel ám sát Muhammad Nema Nasser, chỉ huy sư đoàn khu vực Aziz của Hezbollah, bằng một cuộc không kích, còi báo động đã liên tục vang lên khắp miền Bắc Israel về các đợt tấn công bằng hỏa tiễn và phi cơ không người lái vào sáng hôm nay, những tiếng báo động đầu tiên vang lên ở Kiryat Smona, rồi đến các thị trấn lân cận, bao gồm Amir, Kfar Blum, Sede Nehemia, Bay Helen, Le -Havod Habasan, Neo Modechai, Hai và Kfar Gidadi. Khoảng 15 hỏa tiễn đã được bắn vào Upper Galilee trong loạt đạn đầu tiên. Hầu hết trong số đó rơi xuống những khu vực không có người ở, một số đã bị hệ thống phòng không chặn lại. Còi báo động cũng cảnh báo về một cuộc xâm nhập đáng ngờ của nhiều phi cơ tại nhiều địa điểm khác nhau, và các nguồn tin từ Hezbollah tuyên bố phi cơ không người lái của họ cũng đã xâm nhập không phận Israel. Các cảnh báo tiếp tục được đưa ra tại Kiryat Shmona, cao nguyên Galilee và Golan, và cả tại các khu vực biên giới Gaza. Trong suốt 40 phút, tiếng còi báo động liên tục vang lên khắp miền Bắc Israel. Trong khi đó, một nguồn tin từ Hezbollah cũng cho biết Hỏa lực pháo binh của Israel cũng đã tấn công vào làng Odaise ở miền nam Liban, phía tây thị trấn biên giới Misgab Am. Gần đây, cư dân nước ngoài ở Trung Quốc thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Các nhà phân tích tin rằng những sự việc đau lòng này phản ánh sự bế tắc cho việc thể hiện thái độ của người dân, đồng thời cũng cho thấy ngọn lửa bài ngoại do Đảng Cộng sản Trung Quốc thổi bùng trong suốt nhiều năm qua đã vượt quá tầm kiểm soát. Thứ hai tuần trước, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một bến xe buýt tại khu công nghệ cao Tô Châu. Một phụ nữ Nhật Bản khoảng 30 tuổi bị một người lạ mặt 52 tuổi đâm khi cô và con trai đang đợi một đứa trẻ khác đi học về. Tô Châu tiếp giáp với Thượng Hải và là, là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc và hiện có rất nhiều cư dân nước ngoài đang sinh sống tại đây. Và chính quyền địa phương cho biết kẻ tấn công bằng dao có thể được thúc đẩy bởi sự bất mãn với xã hội. Trước vụ tấn công này, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Tô Châu vào tháng 4 năm nay và một người đàn ông Nhật Bản cũng đã bị một người lạ mặt tấn công bằng dao. Tuy nhiên, người Nhật Bản không phải là đối tượng người nước ngoài duy nhất bị nhắm tới. Vào ngày 10 tháng 6, bốn người đàn ông Mỹ bị đâm bằng dao tại một công viên ở thành phố Cát Lâm. Họ đều là những giáo viên của trường cao đẳng Cornell ở Iowa, Hoa Kỳ. Katsuji Nakazawa, một nhà biên tập viên cấp cao của Nikkei Asia, đã đăng tải một bài bình luận vào thứ năm ngày 4 tháng 7, ông chỉ ra rằng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhóm thiểu số chống Nhật và chống Mỹ được tự do thể hiện quan điểm chính trị. Một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc nói rằng, đối với một số người nổi tiếng trên internet Trung Quốc, chống Nhật là một trong những cách để thu hút nhiều người theo dõi hơn và từ đó, họ có thể kiếm được nhiều nguồn thu nhập khác. Trong bài viết của mình, ông Nakazawa Katsuji Lấy hình ảnh một người đàn ông leo trên trên cột đá của đền Yasukuni vào ban đêm, phóng uế và viết chữ nhà vệ sinh bằng sơn màu đỏ. Đền Yasukuni được người Trung Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt thời chiến của Nhật Bản. Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Hongshu của Trung Quốc và đã nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt xem. Ngọn lửa bài ngoại này đôi khi còn gây hại cho chính người dân Trung Quốc. Ông đưa ra một ví dụ vào năm 2022 tại Tô Châu Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một phụ nữ trẻ người Trung Quốc trên đường phố và áp giải cô đi vì tội danh gây gổ và gây rối. Lý do đơn giản vì cô gái này mặc yukata, một loại trang phục mùa hè truyền thống của Nhật Bản. Nhà báo Katsuji Nakazawa nói rằng, mặc dù trở thành những người nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng những người đăng tải các nội dung bài ngoại này không có niềm tin chính trị chống Nhật hoặc chống Mỹ vững chắc. Ông viết Đối với các ngôi sao trên mạng xã hội, việc đăng những bài hùng biện chống Nhật hoặc chống Mỹ là một cách để thể hiện mình là những người nhân vật thời đại, thu hút người hâm mộ và đôi khi chỉ để kiếm tiền. Ngọn lửa bài ngoài được châm ngòi bởi nhà cầm quyền Trung Quốc và chính họ cũng đang không thể kiểm soát nó. Nhà báo Katsuji Nakazawa cho rằng xu hướng chống Nhật, chống Mỹ này thực chất là sản phẩm của quá trình giáo dục được thực hiện bởi chính quyền Trung Quốc trong một thời gian dài hoặc cũng có thể coi nó là sản phẩm của chính sách ngoại giao chiến lang đặc trưng của Bắc Kinh. Một ví dụ minh họa được đưa ra, vào 12 năm trước, khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku điếu ngư, một làn sóng biểu tình chống Nhật quy mô lớn đã diễn ra ở Trung Quốc với sự hỗ trợ của chính quyền. Trong các cuộc biểu tình này đã xuất hiện những lời kêu gọi biến Nhật Bản thành một tỉnh của Trung Quốc. Một số công ty Nhật Bản hoạt động tại Trung Quốc đã chịu những hư hại nhất định tại các cửa hàng và nhà máy sự giận dữ dường như lên đỉnh điểm khi quốc kỳ nhật bản đã bị xé khỏi xe công vụ của đại sứ nhật bản tại trung quốc tuy nhiên ngay cả với tình huống như vậy những người nhật đang sống làm việc hay học tập tại trung quốc vẫn không bị tấn công trực tiếp ông katsuji nakazawa viết vào thời điểm đó nền kinh tế trung quốc đang bùng nổ số lượng cư dân nước ngoài bao gồm cả người mỹ và người nhật ở trung quốc cao hơn nhiều so với hiện nay ông viết phần cốt lõi của các cuộc biểu tình là do chính phủ thực hiện Do chính quyền khởi xướng, những người biểu tình tập trung trước đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh được đưa đến bằng ô tô từ các tỉnh lân cận, mỗi ngày họ có phụ cấp và hộp cơm trưa. Nhưng tại thời điểm năm 2024, tức 12 năm sau, tình hình đã có những thay đổi đáng kể. Ông Katsuji Nakazawa cho rằng, xu hướng bài ngoại hiện nay được hình thành do tình hình xã hội bất ổn và nền kinh tế hỗn loạn, và ông cũng tin rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa sẵn sàng cho việc kiểm soát ngọn lửa bài ngoại này. Ông Katsuji Nakazawa viết, họ biết rằng nếu dập tắt sự thù địch trên nền tảng trực tuyến đang ngoài tầm kiểm soát, nó có thể phản tác dụng. Hiện tại, việc này cho phép những người dùng mạng xã hội mang tâm lý thất vọng được chút bớt nỗi niềm về tỷ lệ thất nghiệp cao, về vấn đề cắt giảm lương và các vấn đề kinh tế khác. Thưa quý vị, mục tin quốc tế của Dekan Thời Sự đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.